Big Bo Bay xin chào tất cả anh em chị Hữu Tết. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt khi mình đang nằm thì được thầy Thịnh gọi tới. Phước ơi, mày hãy về đây diễn cho anh em về với mắt trường cũ của mình. Và hôm nay anh em mình trở lại đi quẩy. Người vui lắm à. Ở mặt tên Bad Boy chứ anh em đây hàng nào cũng hiền cả. Không có ai biết nhậu nhẹt hút thuốc hết. Rất là ngoan ngoãn, chịu uống sinh tố và trà sữa thôi. Và lâu lâu cũng vô Toco để làm vài cái clip rất là đáng yêu. Hôm nay, bây giờ thì mình sẽ trình bày cho mọi người một cái dòng nhạc nó khá là lạ. Rock and roll. Tiếp thêm đam mê cho các bạn. Chúng ta cuộc đời là những chuyến đi rất là dài.
vô tận trong cuộc sống. Và ca khúc sau đây, một sáng tác của nhạc sĩ Trường Lập, ca khúc Những Chuyến Đi Dài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ok, sau đây sẽ là một ca khúc sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, ca khúc Sắc Màu. Đi ca chung nhé. Thank you.
sau đây sẽ là một ca khúc cho chắc mọi người ở đây, những người mà đã từng chơi nhạc sẽ biết ca khúc này, ca khúc Zombie. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xa nhau là dễ dàng. Nhưng con đời mình thay nhau mà nhiều hoa ta. Oh, quay ngỏ nơi mình sẽ bị bỡ ngỡ, sẽ còn lại bị vỡ vỡ. Cuối cùng của Bad Boy muốn tặng cho mọi người.